Dự án Enhance được hiểu là dự án nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới cấp quốc gia tại Việt Nam. Đây là một dự án xây dựng cấu trúc hoạt động ở cấp vĩ mô nhằm mục tiêu hệ thống các trường đại học ở Việt Nam ở cấp quản lý. Tầm nhìn xa là thực hiện công tác nghiên cứu, đổi mới mang tính dài hạn. Các hoạt động dự án đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của Việt Nam. Dự án Enhance được tài trợ bởi chương trình Erasmus Plus thuộc nhóm nâng cao năng lực cho các trường đại học, thực hiện trong thời gian 36 tháng từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 đến ngày 4 tháng 10 năm 2018. Dự án có sự phối hợp từ nhiều đối tác tham gia gồm 3 trường đại học ở châu Âu có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu, đổi mới và hợp tác quốc tế. Trường đại học Alicante, Tây Ban Nha, đơn vị điều phối dự án. Trường đại học Glasgow, Caledonia, Scotland. Trường đại học công nghệ Slovakia, Bratislava. 6 trường đại học Việt Nam phân bố đều theo các vùng địa lý và các cấp độ liên quan khác nhau tại Việt Nam. Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ, cùng có sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Bộ Khoa học Công nghệ ở Việt Nam. Mục tiêu chính của dự án Enhance là nâng cao năng lực cho hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc tăng cường quản lý và thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu và đổi mới. Mục tiêu cụ thể, xây dựng nguồn nhân lực quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu và đổi mới bằng các chương trình đào tạo mục tiêu, nâng cao năng lực cho các đơn vị và thúc đẩy mạng lưới liên kết toàn quốc bằng các thiết lập ở Việt Nam một mạng lưới các văn phòng nghiên cứu và đổi mới. Trường Đại học Thái Nguyên nằm ở thành phố Thái Nguyên thuộc vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, một vùng chiến lược về kinh tế, xã hội, an ninh quốc gia, an ninh công cộng, đối ngoại và hệ sinh thái môi trường của đất nước, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch và kinh tế biên giới. Đại học Thái Nguyên bao gồm nhiều trường thành viên và các phòng ban khác nhau. Đại học Thái Nguyên có chức năng đào tạo trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, sư phạm, y học và chăm sóc sức khỏe, công nghệ kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan cho miền núi phía Bắc Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và dạy nghề, tạo ra đổi mới, nâng cao quản lý trong việc chuyển giao công nghệ cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực, tham gia xây dựng chính sách phát triển bền vững khu vực và quốc gia và trở thành một trung tâm đào tạo, lưu trữ và cung cấp thông tin cho việc phát triển và quản lý. Nhiệm vụ văn phòng nghiên cứu và đổi mới: đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ để thực hiện, thúc đẩy các sản phẩm khoa học hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các đơn vị nghiên cứu của trường đại học cho doanh nghiệp. Chúng tôi triển khai cái dự án này trong cái bối cảnh Việt Nam cũng đang có những cái chuyển động rõ rệt trong những cái thay đổi về cái cơ chế quản lý từ cấp vĩ mô. Nhà nước cũng bắt đầu chú ý và tạo điều kiện cho các nhà khoa học có những cái điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin cũng như là tiếp cận các cái nguồn kinh phí của nhà nước, các chương trình quốc tế. Dự án đã tạo cho chúng tôi một cái cách nhìn mới trong cái tiếp cận về nghiên cứu, hòa nhập được về cái xu thế chung của thế giới. Thứ hai là dự án đã giúp cho chúng tôi được tăng cường những cái năng lực của đội ngũ nghiên cứu. Thứ ba nữa, dự án đã tạo ra chúng tôi được cái sự hiểu biết về các hành lang pháp lý cũng như là các cái triển khai để mà phát triển cái dự án đúng cái tầm trong cái khu vực cũng như là quốc tế. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, được giao nhiệm vụ đào tạo và đào tạo nhân lực có trình độ phục vụ quốc phòng và phát triển. Trường hiện đang cung cấp 27 chương trình cử nhân, 26 chương trình cao học và 28 chương trình tiến sĩ với 13.959 sinh viên, trong đó có 5.472 sinh viên hệ chính quy, 4.571 sinh viên hệ vừa học vừa làm, 3.057 học viên cao học và 297 nghiên cứu sinh. Nhiệm vụ văn phòng nghiên cứu và đổi mới: tư vấn cho ban giám hiệu của trường, giám sát các chính sách nghiên cứu và đổi mới của trường đại học, phòng nghiên cứu khoa học hợp tác chặt chẽ với các đơn vị khác trong trường và Đại học Quốc gia Hà Nội để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cam kết hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong nghiên cứu và đổi mới. Cái giá trị của dự án này thì có rất là nhiều mặt, nhưng mà một trong những mặt quan trọng nhất mới là tôi nghĩ là nâng cao được cái nhận thức của cán bộ, đặc biệt cán bộ trẻ trong vấn đề nghiên cứu. Nếu như trước đây các cán bộ trẻ chủ yếu tập trung vào vấn đề giảng dạy, bây giờ họ thấy rằng là nghiên cứu là cái điều sống còn,
và công bố quốc tế là điều sống còn đối với các cán bộ trong một trường đại học. Điều thứ hai rất quan trọng đấy là kết nối. Tôi nghĩ là 6 trường đại học Việt Nam lần đầu tiên có được một cái cơ hội làm việc với nhau, đúng không? Mà các trường đại học này không chỉ là các trường đại học khoa học tự nhiên mà kể cả khoa học xã hội nhân văn. Và vậy tôi nghĩ rằng nó đã tạo ra một mạng lưới rất là tốt trong các trường đại học. Tôi nghĩ rằng là sau cái dự án này ấy, thì sẽ có một cái làn sóng mới trong cái việc là thúc đẩy cái ý tưởng sáng tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng các nghiên cứu của Việt Nam. Chúc cho sự hợp tác giữa các thành viên của iNnovation ngày càng chặt chẽ và phát triển. Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Trường Đại học Nông Lâm là trường đầu tiên của Đại học Huế và khối các trường đại học nông nghiệp trong toàn quốc được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cơ sở giáo dục đào tạo. Trường gồm có 8 khoa chuyên môn, 7 phòng chức năng, 5 trung tâm và 1 viện nghiên cứu phát triển. Nhà trường có tất cả 430 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 48 giáo sư và phó giáo sư, 97 tiến sĩ và 216 thạc sĩ. Trường hiện đang đào tạo 24 chương trình đại học, 10 chương trình đào tạo thạc sĩ và 8 chương trình đào tạo tiến sĩ theo hướng xác định nhu cầu của thị trường lao động. Có 8.153 sinh viên đang được đào tạo tại trường. Hàng năm, trường đang thực hiện khoảng 180 đề tài và dự án nghiên cứu được tài trợ từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Nhiệm vụ văn phòng nghiên cứu và đổi mới, tham mưu cho ban giám hiệu trong việc lập kế hoạch, thực hiện và quản lý về hoạt động khoa học công nghệ để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu đạt hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, phát triển nông thôn và môi trường, hướng tới một trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong chuyên môn nói trên ở khu vực miền Trung và trong cả nước. Đối với dự án này thì chủ yếu các hoạt động chủ yếu ấy là nâng cao năng lực, tức là người ta tổ chức các cái khóa tập huấn cho những người lãnh đạo của các trường đại học ở Việt Nam và các cái đơn vị mà có liên quan đến vấn đề về quản lý khoa học công nghệ. Thì trường Đại học Lâm đã tham gia đến nay ấy, là khoảng 6 khóa đào tạo nâng cao năng lực. Thì với cái việc tham gia các cái khóa đào tạo đấy ấy, thì năng lực của các cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác chuyên trách về khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo ở trường đại học ấy là được nâng cao lên rõ rệt, đặc biệt là thay đổi về tư duy chiến lược trong vấn đề về hoạch định các cái chính sách phát triển khoa công nghệ của đơn vị mình. Và đồng thời từ các cái tư duy thay đổi đó ấy, thì cũng có rất nhiều cái hành động mà đã khơi dậy được cái phong trào đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học dành cho cán bộ và sinh viên. Thì từ việc cái tham gia của cái dự án ấy thì trường Đại học Lâm Huế đấy đã lãnh đạo trường đã có một số cái thay đổi cơ bản đi theo cái hướng đổi mới sáng tạo. Do đó ấy, thì cái nghiên cứu khoa học của trường Đại học Lâm không chỉ là nghiên cứu để xuất bản, để đào tạo mà còn mục tiêu đó là chuyển giao công nghệ và thương mại hóa. Vấn đề làm thế nào để mà thực sự hướng dẫn và định hướng cho sự phát triển của nhà trường trở thành một trường đại học nghiên cứu, một trường đại học ứng dụng, thì phải nói rằng là văn phòng dự án nghiên cứu có cái vai trò rất quan trọng trong cái chiến lược phát triển của nhà trường. Thì chúng tôi cũng ghi nhận là cái sự hợp tác và giúp đỡ của cái chương trình dự án Enhance đối với nhà trường. Và đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn các trường đại học thành viên, có thể nói là dự án cho đến hôm nay đã đi đến cái giai đoạn gần kết thúc và các cái kết quả của dự án thì đã đạt được như là cái mục tiêu, như là cái mong muốn khi mà dự án được khởi xướng và được thành lập. Thì cuối cùng một lần nữa xin thay mặt cho cán bộ giáo viên và sinh viên trường Đại học Nông Lâm xin cảm ơn các chuyên gia, những thầy giáo, cô giáo, những cán bộ quản lý đã hỗ trợ giúp đỡ nhà trường trong thời gian vừa qua. Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai trường lớn nhất trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam. Trường luôn là tổ chức tiên phong về cung cấp các chương trình học tập mới để đáp ứng nhu cầu xã hội như nghiên cứu Việt Nam, nghiên cứu phương Đông, nhân loại học, quan hệ quốc tế, nghiên cứu đô thị, ngôn ngữ học và văn học Tây Ban Nha, ngôn ngữ học và văn học Ý. Ngoài ra, trường là đại học hàng đầu trên toàn quốc với hơn 200 sinh viên quốc tế đã đăng ký trên toàn thế giới,
ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Hoa Kỳ, Singapore, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Úc trong các chương trình cấp bằng và hơn 2.000 sinh viên theo học các khóa học ngắn hạn. Trường có khoảng 22.000 sinh viên đại học và sau đại học trong 28 chương trình đại học, 38 chương trình sau đại học và hơn 10 chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế. Nhiệm vụ văn phòng, nghiên cứu và đổi mới, tham mưu cho ban giám đốc trong việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua những cái khảo sát khoa học, thông qua những cái tập huấn, tọa đàm và hội thảo khoa học, cũng như tham quan học hỏi ở các đối tác khác nhau, các cái đoàn, các cái trường đại học của Việt Nam đã thu hoạch được rất nhiều cái điều bổ ích. Thứ nhất là chúng tôi thấy được những điểm mạnh và yếu trong công tác quản lý và thực hiện nghiên cứu khoa học và sáng tạo ở các trường đại học, và chỉ ra những cái bài học kinh nghiệm, những cái mô hình mà có thể học hỏi để nâng cao trình độ quản lý và thực hiện nghiên cứu khoa học và đổi mới ở các trường đại học. Chúng tôi rất là cảm ơn sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu đối với dự án Enhance. Cảm ơn các cái đối tác nước ngoài như là trường đại học Alicante, đặc biệt là ngài phó hiệu trưởng trường đại học Alicante là ngài Juan Globic đã từng đến trường của chúng tôi để trao đổi làm việc. Đặc biệt là ngài coi như Roberto, tiến sĩ Roberto là người giám đốc của chương trình, đã miệt mài theo đuổi và giúp đỡ cho các đối tác của Việt Nam rất là lớn. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng được những kết quả của cái dự án này vào cái việc cải tiến quản lý và phát triển nghiên cứu khoa học sáng tạo ở các trường đại học, cũng như tiếp tục được cộng tác với nhau để cho những cái dự án và đề án mới trong tương lai. Đại học An Giang là một trường đại học trẻ được thành lập vào cuối năm 1999. Trường có trách nhiệm đào tạo sinh viên thực hiện nghiên cứu và ứng dụng khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của An Giang và đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học An Giang có 864 cán bộ, trong đó có 354 cán bộ có trình độ sau đại học, 62 giảng viên cao cấp, hơn 100 nhân viên đang thực hiện các khóa học sau đại học tại Việt Nam và nước ngoài. Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại Đại học An Giang. Ngay từ đầu, Đại học An Giang đã thông qua một loạt các chính sách ưu đãi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên để khuyến khích nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hiện nay, trường Đại học An Giang đã hoàn thành 345 dự án nghiên cứu khoa học, 293 dự án ở cấp đại học, tích cực tham gia vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng của một số huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Từ 2004, hơn 300 dự án nghiên cứu khoa học về luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học đã được thực hiện hàng năm. Lồng ghép với xu hướng phát triển chung của các trường đại học khác trên toàn quốc, Đại học An Giang không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ đối tác trong và ngoài nước để tăng cường thực hiện chương trình giảng dạy sáng tạo, cải tiến phương pháp dạy học và thúc đẩy các hệ thống quản lý sáng tạo. Nhiệm vụ văn phòng, nghiên cứu và đổi mới, tham mưu cho ban giám hiệu thực hiện chức năng tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tạp chí khoa học trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của trường. Cái giá trị lớn nhất của cái dự án này có thể nói là nó cái sự tác động của nó đối với những người tham gia dự án, hỗ trợ trực tiếp cho một số giảng viên của trường nâng cao được cái năng lực nghiên cứu của mình. Không chỉ trong trường mà còn hợp tác với các cái trường đối tác ở nước ngoài đổi mới sáng tạo. Đó là một cái yêu cầu có thể nói bức thiết của các trường đại học Việt Nam hiện nay, và nó cũng phù hợp với cái xu hướng phát triển của thế giới. Tôi đánh giá rất cao cái dự án Enhance với những cái giá trị mang lại cho đội ngũ giảng viên, học sinh, sinh viên của trường Đại học Cần Thơ. Những cái trang thiết bị mà dự án đã cung cấp cho nhà trường, đặc biệt đặt tại cái khoa xã hội nhân văn này, thì mang lại cái giá trị rất là cao, cung cấp cái nguồn học liệu online trong cái bối cảnh chúng ta thường gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đó, thì nó rất là ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì đầu tiên là chúng ta sẽ rút ngắn được khoảng cách. Ở đây chúng tôi ở tại trường Đại học Thơ, nhưng mà chúng ta có thể giao lưu với bạn bè quốc tế và sử dụng được những cái nguồn học liệu rất là quý giá, và cái này thì chúng ta rất là cần. Trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào tháng 3 năm 1966, được công nhận rộng rãi là trường đại học hàng đầu ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
cam kết không ngừng nâng cao năng lực của mình trong nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao và dịch vụ. Hiện nay có khoảng 59.000 sinh viên trình độ đại học và sau đại học, tổ chức cung cấp 93 chương trình đại học, 32 chương trình thạc sĩ và 13 chương trình tiến sĩ. Trường đại học rất chú trọng đến sự phát triển chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên với chất lượng và uy tín cao. Để đạt được mục tiêu của mình, Đại học Cần Thơ đang nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế thông qua đào tạo, nghiên cứu chung và trao đổi nguồn nhân lực. Nhiệm vụ văn phòng, nghiên cứu và đổi mới. Đây là địa điểm chuyên môn để hỗ trợ Đại học Cần Thơ và các tổ chức giáo dục khác ở đồng bằng sông Cửu Long hướng tới mục tiêu trở thành các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và được công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu châu Á, Thái Bình Dương năm 2022 về hỗ trợ nghiên cứu đa ngành và chuyển giao cho các nhà nghiên cứu và các bên liên quan. Trước hết thì đội ngũ chúng tôi đã học tập được rất nhiều trong cái 6 module mà chúng tôi đã vừa thực hiện hoàn thành rồi trong tháng 5. Chúng ta cũng thấy là hình ảnh hoặc là những bài báo từ báo cáo. Thì hiện nay thì trong nhóm tôi cũng đang trên lộ trình là sẽ dạy online. Hiện nay thì chúng tôi dạy online trên khoảng cho cái outsider, tức là những cái thành viên bên ngoài khoảng 100 mấy chục. Và hy vọng là trước khi tháng 9 đến thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi hoàn thành đến 300 người. Cái phòng thực hành này cũng sẽ là một cái nơi để cho tất cả các thầy cô, các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những sinh viên trẻ, thì tôi muốn chú ý rằng sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và các học viên của cao học cũng như tiến sĩ, thì những người đã đến từ tất cả các miền trong đồng bằng sông Cửu Long này, thì 13 tỉnh thành sẽ có dịp là chúng ta cùng nghiên cứu với nhau, cùng học hỏi với nhau để chúng ta tận dụng được những cái trang thiết bị này để chúng ta tiếp tục nhân rộng thêm nữa, thay mặt cho khoa cũng như thay mặt cho trường trong cái ekip của Đại học Cần Thơ CTU. Tôi xin gửi lời chân thành đến tất cả quý thầy cô, quý tổ chức của chương trình Enhance cũng như tương trường của cộng đồng châu Âu cũng đã có dịp mời trường chúng tôi để tham gia thành đối tác trong 6 đối tác của trong các trường cao đẳng đại học của Việt Nam. Một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý thầy cô, quý các nhà nghiên cứu cũng như các ban tổ chức của chương trình Hands với các 3 trường đối tác ở nước ngoài và 6 trường Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Sau thời gian thực hiện, dự án Enhance đã đạt được những kết quả đáng kể. Một báo cáo phân tích nhu cầu về quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam đã được xuất bản và nhân rộng. Sau khóa tập huấn về quản lý và thực hiện nghiên cứu và đổi mới với hơn 150 học giả, nhà nghiên cứu và các nhà quản lý đã tham gia, 3 hội nghị bàn tròn về tầm quan trọng của giáo dục đại học cho phát triển kinh tế, thúc đẩy các ứng dụng nghiên cứu thông qua các công ty công nghệ spin-off, thách thức và thế mạnh về quản lý và thực hiện nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam đã được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan tại Việt Nam, các nhà quản lý và nghiên cứu từ các trường đại học và viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành về quản lý khoa học và công nghệ, đại diện các doanh nghiệp tư nhân. 3 hội thảo quốc gia đã được tổ chức để tăng cường sự liên kết giữa khoa học và công nghiệp nhằm hướng đến các sáng kiến chung trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới. Sách trắng về các kiến nghị hướng đến việc nâng cao quản lý và thực hiện nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam được công bố và nhân rộng. Biên bản ghi nhớ về việc thành lập mạng lưới Enhance về nghiên cứu và đổi mới được ký kết bởi các trường đại học Việt Nam. Dự án đã có tác động tích cực đến nhiều đơn vị như tăng cường năng lực trong quản lý và thực hiện nghiên cứu và đổi mới, nâng cấp các văn phòng nghiên cứu và đổi mới của các trường đại học Việt Nam, tăng cường đối ngoại giữa các nhà khoa học với các cơ quan ban ngành về quản lý khoa học công nghệ và các trường đại học ở cấp quốc gia, tăng cường hợp tác ở cấp quốc gia và quốc tế giữa các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết của dự án, xin vui lòng truy cập trang web dự án Enhance.